Bảo Ngọc xin kính chào quý vị. Chị Bảo Ngọc thân mến, chào các em. Trong chương trình Truyện Cổ Tích hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghe hai câu chuyện cổ tích Việt Nam. Đầu tiên là truyện Nghè Hóa Cọp. Ông Nghè Hóa Cọp như thế nào? Mời các em cùng nghe nha. Ngày xưa, ở một làng kia, có một gã thanh niên bố chết từ hồi hắn còn nhỏ và để lại cho hắn một gia sản khá lớn. Hắn dư của ăn học, thường nói với mọi người trong làng: "Thầy tôi khi xưa là một chức quan nhỏ, tôi nhất định sẽ làm to hơn." Rồi đối với những người hắn không ưa, hắn nói: "Ông mà đổ ông Nghè thì chúng bay chết với ông." Đến khoa thi, nhờ đút lót tiền cho quan trường, hắn đổ hương cống. Sau khi đổ hương cống, về làng, hắn không coi ai ra gì. Đối với người hai thứ tóc, hắn cũng mày tao, làm cho cả tổng lo ngay ngáy. Chỉ sợ hắn mà đổ ông Nghè, thì rồi dân hàng tổng không ai cất đầu lên được. Nhưng chẳng bao lâu, cứ lấy tiền mà rải, gã thanh niên ấy đổ ông Nghè thật. Đổ tiến sĩ, hắn được vua ban áo mũ, cờ biển, võng lọng về vinh quy, có lính theo hầu, có dân làng đón rước. Đường từ kinh thành về làng xa lắm, phải qua rừng, qua đèo, lội suối, lại đi trong mùa hè, nên nhân dân và binh lính phục dịch rất là vất vả. Đến một khu rừng rậm, binh lính và nhân dân dừng lại để nghỉ. Mọi người mệt nhọc, nằm dưới bóng mát ngủ thiếp đi. Nghè ta được nằm võng nên không mệt nhọc gì cả. Thấy rừng xanh lại nghe tiếng suối chảy róc rách ở gần, hắn liền dạo chơi lần đến bờ suối. Tìm một tảng đá ngồi nghỉ, định nghĩ mấy vần thơ vịnh cảnh vinh quy giữa núi cao rừng thẳm, nhưng cũng để tỏ chí thanh cao của mình. Thấy nước suối xanh trong và mát lạnh, lại vắng vẻ, không người qua lại, Nghè ta định tắm cho thân thể mát mẻ, tinh thần sảng khoái, để nghĩ cho ra những vần thơ hay. Hắn cởi quần áo lội xuống suối. Chao ôi, nước mát làm sao! Nhưng tắm xong, hắn thấy ngứa ngáy khác thường, ngứa và nóng bỏng như rôm sảy mọc lên khắp mình mẩy. Hắn lấy tay gãi thì thấy da thịt bị xước, máu chảy ròng ròng. Nhìn các đầu ngón tay, hắn thấy móng tay đã mọc dài từ bao giờ, nhọn và sắc. Nhìn đến chân tay mình mẩy thì thấy lông lá xồm xoàm. Hắn thấy trong bụng cồn cào như hung, như đốt, cổ họng như bị bỏng, khát, tưởng như có thể uống cạn một giếng nước đầy. Hắn đến bờ suối, cúi đầu xuống dòng nước trong mát để uống, thì thấy mặt mình đã hóa ra mặt hổ, thân mình cũng là thân mình hổ. Hắn kinh hãi quá, lên tiếng gọi quân sĩ thật to, mong họ cứu chữa cho mình. Tiếng của hắn đã trở thành những tiếng gầm của hổ. Hắn càng gào thét thì những tiếng ở miệng hắn thốt ra đều là những tiếng gầm vang, chấn động cả khu rừng. Nghè ta thấy mình đã hóa cọp, tức tối chạy rong một lúc, rồi cúp đuôi chạy thẳng vào hang sâu. Quân sĩ và phu tráng đang ngủ say, bỗng nghe tiếng hổ gầm dữ dội, đều thức dậy. Họ tìm khắp mọi nơi không thấy ông Nghè đâu, yên trí là ông Nghè đã bị hổ tha đi mất.
mọi người đành nhặt nhạnh khăn gói, cùng nhau ra khỏi khu rừng, tìm đường quang đãng để đi. Phu Tráng thì trở về làng, còn quân lính thì trở về kinh. Từ đấy cách vài ngày, người ta lại thấy một con hổ xám rất lớn gầm lên những tiếng ghê rợn trên một ngọn núi trọc. Trong có 3 tháng trời, con ác thú ấy đã ăn thịt hơn 10 khắc bộ hành. Con đường tắt qua rừng dần dần thưa người qua lại. Chỉ còn một số phường săn đến thăm dò để giăng bẫy bắt con cọp xám. Nhưng con ác thú tinh lắm, đặt mồi to và ngon đến đâu cũng không lừa nổi nó. Người ta nói, trong đêm thanh vắng, nó khóc thúc thích như người. Săn mãi không được, những người phường săn cũng chán nản, bỏ khu rừng ấy không đến nữa. Câu chuyện ông Nghè về Vinh Quy bị hổ tha mất cũng lu mờ dần trong trí nhớ mọi người. 5-6 năm sau, có một anh nông dân cùng làng với ông Nghè hóa cọp đi lính thú, được trở về làng. Anh đến địa đầu khu rừng thì trời đã xế chiều. Anh tính đi qua rừng thì sáng sớm hôm sau đã về đến nhà. Còn nếu đi đường vòng qua đồi, qua các bản làng thì 2 ngày nữa mới tới nơi. Anh vào một cái quán bên đường uống nước, dở cơm nắm ra ăn và đem việc tính toán đường đi nói chuyện với quán trọ. Mấy ông bà già đều khuyên anh không nên đi qua khu rừng và nói cho anh biết con cọp xám mỗi ngày một hung. Anh vốn là người gan dạ, lại đi lính thú đã lâu năm, đang nóng gặp gia đình nên anh quyết băng rừng. Ăn đã chắc dạ rồi, anh vác một ngọn giáo, một bó nứa để phòng làm đuốc, đeo tay nải, bùi nhùi, mạnh dạn đi thẳng vào rừng. Lâu năm, cỏ đã mọc kín đường mòn, phải tinh mắt lắm mới nhận ra lối đi. Anh rảo bước để ra khỏi khu rừng trước khi mặt trời lặn. Mới đầu nghe tiếng lá rơi, tiếng cành khô rơi, anh cũng nhìn trước nhìn sau, rồi càng đi sâu vào rừng, càng thêm hiu quạnh, âm u, nhưng lòng hăng hái của anh càng tăng lên. Anh không sợ mà còn nghĩ, thật người ta cũng nhát quá, hổ xám họa hoàng mới ra, chứ có đâu lúc nào nó cũng ngồi chồm chõm bên đường để rình người. Anh vừa nghĩ xong thì chợt có tiếng động ở một bụi rậm ven đường, tiếng sột soạt lúc nhẹ lúc mạnh như có người đang kéo cành khô. Anh cầm chặt ngọn giáo lắng tai nghe. Đột nhiên có tiếng gọi, tiếng khàn khàn ồ ồ như kẻ rụt lưỡi, không hẳn là tiếng người nhưng dùng lời thì thật sỏi. Anh Lương đấy à, hãy dừng lại tôi hỏi một tí. Anh nông dân thấy gọi đúng tên mình liền đứng lại. Trong bụi có tiếng nói, tôi là Bành đây, không biết anh có còn nhớ không? Tên Bành đã đốt nhà anh, làm cho anh phải bỏ làng đi mất mấy năm ấy mà. Tôi nhớ ra rồi, sao người ta lại nói anh bị hổ tha đi mất? Còn chuyện cũ kia, thôi đừng nhắc đến làm gì. Nếu có phải anh nhỡ độ đường thì ra đây, tôi đưa về làng, trời sắp tối rồi. Có tiếng thở dài trong bụi, rồi có tiếng nói ra, tôi chỉ lo anh chưa quên chuyện cũ, bây giờ thì tôi không ra đi với anh được. Anh hãy nán lại một chút, tôi xin kể nông nổi của tôi cho anh nghe. Rồi Bành kể mọi việc của hắn từ khi hắn đổ ông Nghè, về Vinh Quy và hóa cọp. Anh nông dân hỏi hổ xám, thế bây giờ muốn tôi giúp gì cho? Tôi có đứa con trai, ngày tôi vào kinh ứng thí, nó mới lên 2. Tôi lại còn mẹ già và vợ dại, không biết có còn cả hay không. Nếu còn, nhờ anh trông nom giúp đỡ cho. Anh Lương ơi, anh có thịt chín đấy không? Bao nhiêu năm nay tôi ăn toàn thịt sống, những lúc tỉnh như thế này, thèm thịt chín quá.
Anh nông dân lục trong tay nải rồi bảo con hổ: còn một gói nem và một mẩu chân giò luộc đây, ra mà ăn. Con hổ nói một giọng sung sướng: xin anh ném vào bụi cho tôi, bây giờ khắp người tôi lông lá, hôi hám lắm, không dám đến gần anh. Anh nông dân ném mẩu chân giò và gói nem vào bụi, rồi dặn con hổ: từ nay nên vào rừng sâu, tìm kiếm hươu nai mà ăn, không nên luẩn quẩn trên đường này mà hại người. Xin nghe lời anh. Từ đó, trong đêm tối, người ta không nghe thấy tiếng con hổ xám gầm trên ngọn đồi trọc nữa. Con đường đi tắt qua rừng lại tấp nập người qua lại. Và khắp miền ấy, ai cũng thuộc câu chuyện ông nghè hóa cọp. Cuối cùng là câu chuyện Từ Thức Lên Tiên. Nghe thật hấp dẫn các em nhỉ? Thời xưa, ở Hòa Châu có một người tên là Từ Thức, vốn con quan nên được bổ làm một chức quan nhỏ ở một địa hạt thuộc xứ Kinh Bắc. Cạnh huyện có một ngôi chùa to, trong chùa có một cây mẫu đơn lớn. Cứ đến mùa xuân hoa nở thì khách bốn phương đến chùa xem hoa đông như hội. Một hôm, có một thiếu nữ tuổi chừng 16-17, nhan sắc xinh đẹp. Đến xem hoa, nhỡ tay vịnh gãy một cành. Không có gì để đền nên bị nhà chùa bắt giữ lại. Từ Thức đi qua trông thấy, liền cởi áo mặc ngoài chuộc cho thiếu nữ. Mọi người đứng xem đều khen Từ Thức là người nhân đức. Đi ngao du xem phong cảnh đẹp và làm thơ thì Từ Thức rất ưa thích. Còn việc quan thì chàng thường bê trễ, nên hay bị quan trên quở trách. Chẳng bao lâu, Từ Thức xin từ quan, thấy huyện Tống Sơn có nhiều núi đẹp, chàng đem theo một tiểu đồng và một túi đàn đến dựng một gian nhà nhỏ ở chân núi để ở. Từ đấy, những nơi phong cảnh đẹp quanh vùng, không nơi nào là không có vết chân Từ Thức. Một hôm, ông dậy sớm, trông ra cửa biển thần phù, thấy có mây ngũ sắc kết thành hình hoa sen. Từ Thức một mình chèo thuyền ra phía ấy. Đến chân một dãy núi cao ngất chạy sát mặt biển. Từ Thức buộc thuyền lên bờ và trèo lên một mỏm đá cao, chợt trông thấy một cái hang bên sườn núi, cửa hang tròn và rộng. Chàng thử vào hang xem sao. Từ Thức mới đi được vài bước thì cửa hang bỗng đóng ập lại. Hang tối mịt mùng, không còn biết đường lối nào. Từ Thức phải lần theo khe nước mà đi. Đi một lúc lâu, thấy có ánh sáng, chàng lần ra khỏi hang và đi đến một chân núi khác. Thấy núi cao vòi vọi, sườn núi dốc ngược. Từ Thức cố bám vào hốc đá trèo lên. Lên cao, chàng thấy có đường rộng, rồi lên đến đỉnh núi thì trời quang đãng, ánh sáng rực rỡ. Xa xa có lâu đài cung điện nhấp nhô bên những lùm cây xanh. Từ Thức đi theo đường lớn đến một lâu đài. Bỗng có hai thiếu nữ mặc áo xanh chạy ra bảo với nhau rằng: chú rể nhà ta đã đến kia kìa. Rồi hai người chạy vụt vào tòa nhà lộng lẫy. Một lúc sau, hai người lại ra nói với Từ Thức rằng: phu nhân sai chúng tôi ra mời người vào chơi. Từ Thức đi theo hai người con gái, thấy lầu son gác tía, tường gấm bậc đá xanh. Trước kia chàng chỉ thấy nói trong sách, bây giờ mới tận mắt trông thấy. Trên mấy cửa đi qua, chàng thấy có chữ đề: Điện Quỳnh Hư, gác Giao Quan.
chàng theo hai thiếu nữ lên gác, thấy một vị phu nhân mặc áo lụa trắng ngồi trên sập thất bảo. Trước sập có kê đôi kỹ gỗ đàn hương. Phu nhân mời Từ Thức ngồi và hỏi: "Ông vốn hay đi xem cảnh lạ, có biết đây là chốn nào không?" "Tôi đi đã nhiều nơi, nhưng không biết trong vùng này lại có cảnh tiên. Xin phu nhân chỉ bảo cho tôi được biết." "Ông đâu biết được chốn này. Đây là hang thứ 6 trong 36 động núi Phi Lai. Tôi là Ngụy phu nhân, địa tiên núi Nam Nhạc. Vì thấy ông có chí khí nên mới mời đến chơi." Phu nhân bảo thị nữ gọi một tiểu thư ra. Vừa trông thấy Từ Thức, nhận ngay ra người con gái làm gãy cành hoa mẫu đơn trong chùa ngày nọ. Phu nhân chỉ vào người con gái bảo Từ Thức rằng: "Em nó tên là Giáng Hương, dạo nọ đi xem hoa gặp nạn. May có ông cứu cho, tôi vẫn còn hàm cái ơn ấy. Nay tôi muốn cho em nó kết duyên với ông để đáp lại ơn sâu." Ngay đêm hôm ấy, phu nhân sai mở tiệc hoa cho hai người làm lễ thành hôn. Từ Thức ở được chừng một năm, có ý nhớ nhà, nói với Giáng Hương: "Tôi xa nhà đã lâu, lắm lúc nhớ quê cũ, muốn về thăm một chút." Giáng Hương tần ngần không đáp. "Tôi chỉ về chơi ít bữa rồi lại đến đây với nàng. Thiếp không phải vì tình lưu luyến hẹp hòi mà ngăn trở ý định của chàng. Chỉ vì ở trần gian tháng ngày ngắn ngủi, sợ chàng có về đến nhà cũng không thấy còn như trước nữa." Giáng Hương đem chuyện nói với phu nhân. Thấy Từ Thức trần duyên chưa dứt, phu nhân mới sai người lấy một cỗ xe để tiễn đưa chàng. Giáng Hương viết một phong thư, dán kín đưa cho chồng dặn về nhà hãy mở ra xem. Từ Thức giả biệt Giáng Hương và phu nhân rồi lên xe. Chỉ chớp mắt đã về đến làng cũ. Nhìn phong cảnh, chàng thấy khác hẳn xưa. Chỉ còn hai bên khe núi là vẫn y nguyên như trước. Chàng đem họ tên mình hỏi thăm các cụ già trong làng, thì có một cụ trả lời: "Hồi nhỏ, tôi cũng có nghe nói hình như cụ tổ bốn đời nhà tôi họ tên cũng như thế. Nhưng lạc vào hang núi cách đây đã ngót 200 năm rồi." Từ Thức buồn rầu. Muốn lại ngồi trên xe tiên để đi, thì xe đã hóa thành chim loan bay đi mất rồi. Mở bức thư của nàng Giáng Hương ra xem, chàng chỉ thấy có dòng chữ vắn tắt: "Ở nơi tiên cảnh, cùng nhau kết bạn, nay duyên xưa đã hết, không còn mong hội ngộ." Về sau, người ta thấy Từ Thức đội cái nón nhỏ vào núi Hoàng Sơn, không thấy trở về nữa. Bảo Ngọc vừa mời quý vị và các em cùng nhau tìm hiểu hai câu chuyện cổ tích Việt Nam, Nghè Hóa Cọp và Từ Thức Lên Tiên. Xin chào tạm biệt quý vị và các em. Chúc quý vị và các em một ngày thật tươi vui.